Thu em, nhân dịp có người cùng trại giam được về, anh viết thư này cho em để hai mẹ con yên tâm. Anh trong này vẫn khỏe. Anh xin lỗi vì đã khiến cho hai mẹ con khổ sở, lo lắng vì anh. Vào đây rồi, anh mới thấy được sống bình yên với em và con mới là điều quý giá nhất đời. Giờ không còn anh ở bên, em phải cố gắng mạnh mẽ lên, làm chỗ dựa cho con em nhé. Đừng lo lắng gì cho anh, hãy làm tất cả những gì em thấy cần để cuộc sống hai mẹ con được bình yên. Với anh bây giờ, đó là điều quan trọng nhất. Yêu thương em và con. Mẹ ở dưới này này. Mẹ ơi, con tính rồi. Mẹ xem này. Con đang định nói cái gì với mẹ? Nói đi con. Mẹ không sao mà, nói đi. Khoản nợ ngân hàng mà trước mình thế chấp căn nhà này để lo khắc phục hậu quả cho bố ấy là 3 tỷ 2. Chỗ anh Nam 760 triệu. Chỗ vừa rồi mà mẹ là 500 triệu. Bác Giang với họ hàng là 420 triệu. Tổng là 4 tỷ 880 triệu. Nếu mà không giải quyết sớm, lãi lại chồng lãi. Con nghĩ bán căn nhà này cũng không đủ để trả nợ. Con khảo sát giá rồi, nếu mà... Nhà này là của ông bà để lại cho bố mẹ. Nếu mà bán đi, chắc là mọi người buồn lắm. Vâng, con hiểu rồi. Thôi mẹ đi nghỉ đi nhá. Có gì thì mai mẹ con mình tính tiếp. Con lên ngủ trước đi. Mẹ ngồi thêm một lát rồi mẹ lên ngay mà. Lên đi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ vẫn ngồi đây từ tối qua ạ? Sao mẹ không ngủ tí đi? Mẹ cứ như vậy con lo lắm. Ngọc, mẹ con mình bán nhà thôi.
con hiểu rồi.